Em Quang Vững xin kính chào quý bác. Hôm nay xin giới thiệu đến quý bác một chiếc đồng hồ Odo 2410 côn 14 chia vào nhạc gai cây lông và Webminster. Trên chiếc màn hình của bác là một chiếc đồng hồ Odo, máy 2410 côn, đời 54, máy vú, côn 3 số 1, côn lùi thưa các bác. Một chiếc đồng hồ tuyệt đẹp, một chiếc đồng hồ cũng cực kỳ hiếm có về vẻ đẹp của nó. Mặt bát giác nằm số nổi chân cài kim mình tháp, bên dưới là kính vẽ thủy, và kính vẽ thủy này nó rất là ý nghĩa và rất là đẹp và hay. Ý nghĩa ở đây là cái những người thợ ba đi pháp tượng trưng cho cái kính này giữa trời và đất. Kính ô vuông bên dưới, bên ngoài to là đất và bên trong là tròn là trời. Đất là ý nghĩa và rất là có nhân văn rất là cao. Và trong phong thủy khi mà treo và để coi trong ngôi nhà của bác, thưa các bác, bên hai bên được chạm trổ hai trái đào và chùm nho đối xứng với nhau, nó thể hiện sự giàu sang, phú quý và hạnh phúc, thưa các bác. Toàn bộ chiếc đồng hồ này là nó có kích thước chiều cao là 60 cm, chiều ngang là 56 cm. Bác thấy tất cả chiếc đồng hồ xung quanh đều là nổi vân nu cực kỳ đẹp, đấy, nu cực kỳ đẹp luôn. Bạn thấy hai bên đối xứng, vân đối xứng này, cực kỳ đẹp luôn. Và đây đều là gỗ tự nhiên các nhé. Em xin nhắc lại đối với các bác mới chơi đồng hồ. Bạn thấy không? Vân đối xứng, hai bên đối xứng. Ở bên trên, bác nhìn này, đúng như hai một vị đôi mắt của vị thần đang nhìn xuống. Hai chúng ta tưởng tượng là những cái gì đó rất đặc biệt và rất đẹp. Bạn thấy xung quanh đều là vân. Nhìn kỹ cho em. Đó. Hiện tại em đang quay video bằng điện thoại cho nên là chúng ta khi mà chúng ta nhìn trong video thì chúng ta không nhìn hết được cái thùng khung của cái thùng này. Nó ôm lấy hai cái tường rất là đẹp, ôm hai bên ôm lấy tường cực kỳ đẹp và cực kỳ trang trọng khi mà các bác treo vào trong ngôi nhà của bác này, rất đẹp luôn và cực kỳ ý nghĩa. Ở bên dưới này đúng như kiểu cái hai viên đá Hạ Long ạ, hai viên đá gà Hạ Long ấy ạ, mà thấy không, rất đẹp, hai cái bên hai xòe ra nhau cái vân nu. Thì em xin nhắc lại một chút về cái chất vỏ đồng hồ này, được hoàn toàn đa phần được làm bằng gỗ sồi. Sau đó các nghệ nhân đều là gỗ thịt hết bác nhé. Sau đó các nghệ nhân Paris Pháp người ta lưu lên cái dao gỗ, chọn tuyển cái dao gỗ cực đẹp ở bên ngoài cho nó đẹp hơn, và bên trong người ta cũng ngu thêm một lớp nữa để cho trình độ âm thanh nó thêm hay và không bị cong vinh. Đặc tính của những chiếc đồng hồ đặc biệt, những chiếc đồng hồ VIP cũng như kiểu bác thấy những cái cây đàn violon hay là những cái những cái món đồ cho âm thanh hay thì người ta đều làm cái tích chiếc vỏ như thế này, thưa các bác. Mặt bát giác nằm nha, mà nói rồi, số nổi chân cài cỏ rôm kim mình tháp, bên dưới của nó còn cực kỳ đẹp. Đấy, đây là chiếc thùng Carrick đóng cho Odo, thương hiệu Carrick đóng cho Odo, dập sóng ở đây luôn, và đằng sau người ta cũng dập luôn, thưa các bác. Tất cả các linh kiện của chiếc đồng hồ còn đầy đủ, khóa công côn rồi là cái giấy tờ hướng dẫn sử dụng còn nguyên ở trong thùng. Đấy, made in Spain, Odo Veritas Westminster. Đó. Bây giờ sẽ điểm chung luôn để bác thưởng thức âm thanh của chiếc đồng hồ này. Côn 3 số 1 như em nói ban đầu, 10 côn thép còn rất đẹp, 7 màu còn cực kỳ đẹp luôn. Và chơi hai bản nhạc gai cây lông và Webminster. Và đây là thường thường máy vú thì nó sẽ đi với côn 3 số 1 côn lùi, tức là hàng côn lùi hẳn bên trong hai hàng và tròn thành rất là hay. Em sẽ điểm chung luôn cho đánh 15 phút bản gai cây lông. Các bác thấy âm thanh bên nhạc
rất ngọt ngào và ngân nga, bên điểm giờ cực kỳ mạnh mẽ. Ở dưới đây có cần gạt 54, cái cần gạt của nó đúng như 36 người. Đấy, chúng ta gạt ở bên trong sẽ chơi bản nhạc Westminster 15 phút bản Westminster. Bác thấy âm thanh cực kỳ ngân nga và cực kỳ vang vọng. Thì đa phần đối với chiếc đồng hồ chơi hai bản nhạc gai, ca lông và Westminster thì đa phần quý bác sẽ nghe bản nhạc gai. Tại vì bản nhạc gai là bản nhạc vui nhộn, bản nhạc vang, bản nhạc của niềm hạnh phúc, của niềm sức sống. Thì em sẽ đánh lại 15 phút bản gai, ca lông. Thầy hay ạ, trường độ của chiếc đồng hồ này rất là ngân, rất là lâu. Và độ ngọt của nó rất là ngọt luôn. Nếu chúng ta nghe, chúng ta tưởng bên nhạc nó như kiểu Odo 360 đánh, rất là ngọt ngào. Mặc dù đây là côn 361, côn lùi, và thầy ấm rất là hay. Và còn tình trạng còn rất đẹp. Thưa các bác, thì đối với bản gai cái lông thì nó đặc biệt, nó thương hiệu của Odo. Thì chiếc đồng hồ nào có bản gai cái lông thì mới đánh được bản bính bong, thưa các bác. Cho nên cái nhu cầu sử dụng bản nhạc gai cái lông rất là nhiều. Em xin tháo bộ máy này ra để bác xem cái bộ máy của chiếc đồng hồ này. Đấy, em xin tháo máy ra. Hai bên nó có hai cái ốc cầu. Đó. Chúng ta hai cái ốc cầu ra. Đó. Anh thấy đây là một cái vỏ cực kỳ đẹp và cực kỳ tuyệt vời cho Caric đóng cho Odo. Ở trên này có một cái ốc chống máy thì người ta không dùng cái ốc chống máy kiểu kia nữa mà cái này người ta dùng ốc cái máy cái này. Thì em sẽ vặn ra. Đó. Dùng cái vặn cái vít này ra thì chúng ta mới vặn được ra. Đấy. Tiếp theo em cũng rút bộ máy này ra. Em rút bộ máy này ra. Thế em xin đặt bộ máy xuống dưới này. Xuống dưới này. Đó. Và em soi lại bộ côn bác nhìn. Đó, rất là đẹp. Đó, côn bài màu. Nhưng bác hỏi côn lùi tức là làm sao? Thưa các bác, côn lùi cũng là 361 mà có hai loại côn. Đấy, một là côn côn lùi thì nó sẽ ở đây nó niền ở bên trong, nó thanh giật lùi so với 6 que côn bên nhạc vào hai que, người ta gọi nó côn lùi. Đấy, nó đúng như dòng 3010 và 3610 thì sẽ là dùng côn lùi. Đấy, còn một loại côn 361 nữa thì người ta dùng người ta giật lùi ở ngoài này một vào một que thôi, vào ở trong này cũng giật lùi một que, người ta gọi là đó là côn sole. Nó bạn thấy không, rất tuyệt vời. Em xin soi lại bộ máy bạn nhìn này. Đây là bộ máy của nó, bộ máy 5410 máy vú. Đây là máy vú đồng, bạn nhìn này, hai cái vú đồng của nó này. Đó, máy tình trạng còn rất đẹp, cái da vồ của nó còn cực kỳ tốt, bạn nhìn đây. Đó, cực kỳ tốt luôn. Máy 24 đây, số CD đây, chuyện quả chám đây các bác. Đó, bạn nhìn này, tất cả mọi cái còn rất là đẹp. Còn cái đó ok, em soi, em làm video cực kỳ chi tiết để bác nhìn kỹ hơn về bộ máy này. Đó luôn. Đó, em làm video cho cực kỳ chi tiết bác nhá. Đó. Bác nhìn này, đó. Nhiều bác có thắc mắc hỏi là cái cánh quạt này của nó. Đó. Thưa các bác, đối với 5410 thì chỉ có 5410 hoặc là 3010 côn 361 hoặc côn lồng máng thì phải có cánh quạt có cái nó soi cái này bác nhá. Bác lưu cho. Dòng 57 nó khác và bằng 36 nó khác. Đấy, em làm video cực kỳ chi tiết luôn. Đấy, em xin lắp lại cái đồng hồ lại như cũ. Và các bác khi mà sử dụng chiếc đồng hồ thì bác cứ 6 tháng bác tháo ra như em, bác tra dầu một lần. Các bác tra dầu chỗ nào thì trong video em có những cái video hướng dẫn tra dầu bác rồi. Hãy tra vào ở trục, những cái hai bên trục của nó hay là những cái lỗ cót nó sò ra, nó tra dầu vào. Trên đây em cũng vẫn đang giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ Odo
5410, em để cái mã là 1679. Chiều cao là 60cm, chiều ngang là 56cm. Và xin giao lưu với chiếc bát đồng hồ này 185 triệu. Chiếc đồng hồ này giá trị của nó rất là cao. Nó một giá trị của nó là cao vì các biết đây là một chiếc đồng hồ siêu tầm nguyên chiếc nguyên bản từ đến nước Pháp về. Số nổi chân cài còn rất đẹp, máy vú quân ba số 1, đặc biệt cái vỏ của nó cực kỳ đẹp và sang trọng bao nhiêu năm rồi. Và đấy cực kỳ sang trọng và cực kỳ đẹp, đặt nổi vân rất là đẹp luôn và rất nhiều ý nhá. Bạn nào yêu thích chiếc đồng hồ này xin gọi cho em đồng hồ của Công Vững. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở đồng hồ của Công Vững.